Thanh Hải xin chào mừng cô chú, anh chị em đã đến với kênh Lúa Hậu Giang Vlog nha. Một buổi sáng ngày mùng 5 tháng 12 âm lịch 2022, chuẩn bị 23. Bên này Hải quay cô chú anh chị em xem rau rau giống nha. Bên này mình quay cho ông anh nó coi á. Chống giùm anh luôn em. Rau giống đó, tại vì mình cho các bạn cô chú anh chị em biết phân biệt giữa rau giống và rau chợ khác nhau nha. Có những anh đó thì hỏi xong mà rau 20.000 ký mắc không đâu nghe, giống mình bán về rất rẻ cô chú anh chị em nha. Mình phải hiểu rằng á, rau giống khác rau chợ khác. Rau chợ chợ mình bán về cũng 20.000 các bạn cô chú nha. Còn rau giống mình bán thì vẫn là mềm rồi. Tại vì cái rau giống này á, mình trồng một quá trình lâu dài nha. Mình trồng lâu lắm, mình trồng thay vì thường chợ mình bán 10 ngày chứ rau giống tới 18-20 ngày các bạn cô chú, nó lâu hơn. Rồi quá trình đó mình sẽ gãy phân cho người ta một lần nè, rồi mình xịt bệnh cho người ta nghe các bạn cô chú nha. Nó công phu lắm chứ không phải đơn giản đâu. Rồi mình trồng cho người ta xong, mình bán cho người ta xong, mình có thể mình cắt chân bỏ đó các bạn, trồng lại luôn từ đầu luôn á. Nó vậy đó, phải chơi đâu. Rồi, mình cho cô chú anh chị em xem nha. Ui. Bữa nay mình đi thăm rau cô chú ơi, nè. Cho cô chú anh chị em xem nha. Bán rau gì nè cô chú chị em nha, bán rau cho người ta giống trồng phải gì các bạn nha cô chú nha, cho nó phải cần tí nha, nó ra trầu hết trơn ha, đây nè ha, đắp trầu đều hết trơn nha, băng một cọng á cô chú, đây nè, đây cũng vậy nè, mình bán cho người nào thì chắc ăn là cái cọng của nó đi tới luôn em nè, nó phải ra trầu hết trơn các bạn cô chú nha, nó gì mới được nha đó. Đây, đó mình cắt người ta trồng xuống là chất lượng cô chú nha, đi tới luôn em, thẳng luôn em, tại đi. Đây nè các bạn cô chú nha, ra hơi lúi lắm nhiều các bạn cô chú nha, không ít đâu nha. Đây, bên đây mình quay cho khiên xương các bạn cô chú xem à. Tại vì phân biệt giữa cái rau ăn và khác, rau trồng nó khác. Rau ăn thì bán mau thật sự, nhưng mà rau trồng á bán vậy là không mắc đâu nha. Tại vì quá trình nó chảy hơn 7-8 bữa 10 bữa là người ta phải xịt thuốc các bạn, xịt thuốc á cho tốt như vậy người ta trồng chất lượng các bạn cô chú nha. Còn ra trồng thì rất ăn rất dễ, mình gãy phân thì thuốc thì mấy bữa anh bán bình thường, giống như dân này có cái mình tiễn mình ăn mình cái này nha. Đây thì mình cắt rau ăn được các bạn cô chú ha. Còn rau trồng nó khác, rau trồng phải gì nè, đó đủ hết trơn mới được nha. Mình bán cô chú mà cái nách phải có đủ, còn mà không có nách là bán không được. Cho nách các bạn cô chú nha, trong nguyên bọc của đó em, tới trên đó đi rồi bạc qua nó nhìn cái được rồi. Thanh thang sao mà quay hết nữa, lâu lắm. Thằng cái anh gì đó coi giùm hai lúa nha. Đây. Ở đây bởi vì các bạn cô chú biết bán rau giống rồi mình phải trồng lại từ đầu luôn á. Bây giờ mình đang mình lựa rau giống trồng mình bán xong á, rau nhỏ nhỏ mình bán chợ riêng rồi xong là mình phải ruộng bỏ các bạn cô chú. Bởi vì đừng nói mắc đâu, nó rất cực khổ lắm. Tại mình muốn bán với tại mình bán này muốn giới thiệu, nhưng mình ở đây mình bán nhiều thôi ra, chứ ra chợ thì nó khỏe lắm bạn, chứ trồng mười ngày là bạn cắt bán hết tiền. Rau giống này mình muốn giới thiệu nhiều người biết hơn, nhưng mà hơn vậy thôi, chứ giờ là đang bị bán ra chợ bên kia cũng có các bạn cô chú. Đây đạo này đừng muốn bạn gớt cái máy xong á, ốc lật cái xuồng rồi mình phải lộ xuống cô chú đây nè, bạn cô chú xem nè. Cái rau chợ rồi rau giống khác vậy, rau chợ nó gì nè các bạn cô chú nha. Mình bán rau chợ mình thấy cái đọt các bạn ha. Đây nha, rau chợ nó phải gì nha, thấy không đó, nó phải non hơn các bạn cô chú nha. Đây một màu ha, mà ở bên kia các bạn cô chú, mà miếng bên kia nữa nha, mà tại qua cái chỗ đó có được đi qua một miếng lên cho các bạn, mình trồng 10 không có nhút lên các bạn nha. Mình cho anh nó coi á, nhận biết á, mình trồng bán cho rau giống cho người ta, trong cái dòng đó mình phải lựa nữa, mình cho ăn thì mình phải lựa hàng như dựa cái lồng nào, cái dòng nào mà có rau nách nhiều mình phải bán cho người ta, nó già bán người ta đó. Cái rau non này á, thì mình phải bán chợ gì đó, chứ phải mình trồng mình xô hen ngang mình bán gì thì người ta trồng rau chết các bạn cô chú nha. Rồi người ta lại tới nói không muốn bán rau gì mà trồng chết. Tại vì cái rau ăn này á thì nó người ta chuột phân dễ non hơn, nhưng mà thời gian vận chuyển đi mình trồng nó dễ chết lắm nha. Nó rồi dài vô rồi không nổi thôi, tại vì các bạn cô chú ơi
mình đi qua bên bên kia nó còn xa lắm, ba bà chuối có một miếng ruộng bự bự bên nữa. Đó nữa. Thôi mình phải lựa bán ra cho người ta diện nha. Bữa nay mình đang đang lên clip mà ai có không biết, nhưng mà quan trọng mình giới thiệu được cái rau của mình. Rau mình mang ra giống cái gì các bạn? Rau giống là phải vậy, rau giống chết chết thọ là trời. Tí gớt rồi cô chú ơi. Tí là gớt thuận xong mà khóc luôn rồi nè. Rau giống phải gì nha. Trồng phải gì nè. Đó. Mình dài dài vô cô chú ơi. Ở đây chắc này là chắc cỡ 7 giờ mấy ha cô chú. 7 giờ mấy không em? Gần 8 giờ quá ha. Chắc cỡ 8 giờ nắng vừa lên nè. Cái này bên kia các bạn cô chú nè, dữ lắm nhiều nha bên kia đó. Cái ruộng 3 đám chuối, có một ruộng lớn nữa. Tìm quay vô xíu thôi mà mình đi làm lúa các bạn ơi. Này lắm ra giống trồng chất lượng luôn nha. Nách trời đủ hết trơn, chỉ về là trồng rồi là trời lụm tiền nữa cô chú nha, giống mạnh đàng hoàng nha. Trời nách đủ hết trơn nè, thấy không? Nè. Đây, đây nách trời đủ hết trơn, mình bán người ta vậy nha. Còn bởi vì cái rau ăn nó khác và cái rau chợ nó khác là gì phân biệt giùm hai lúa ha. Mình muốn bán cái gì cho nó chất lượng cho bà con mình trồng. Tính mình dễ thương lắm. Ai trồng rau mà bán được hãy rất mừng lắm. Ở đây là đang làm giống nè các bạn. Mình bán hoài á, tại vì cái kênh lúa mình mà làm như là cái kênh bây giờ người ta biết rau cũng nhiều á, thì bán giống má đâu á. Bán rau chợ rau giống đó, bởi vì mình phải chờ hoài, lúc nào bên nào bán riêng cho bên nào làm giống riêng các bạn cô chú. Trồng liên tục hoài mình bán bà con mình trồng luôn á. Tại vì các bạn biết không, giờ phân thuốc giờ lúa thì nó mắc quá trời. Chi phí nó cao á. Mình bằng không lời, mình cũng nông dân vậy đó. Rồi mình cũng lâm lâu rồi mình rồi từ từ rồi mình có nhút lâu nghề dễ nghề á rồi mình làm thôi. Chắc video này Hải lên chuyện đây nha. Hải hẹn cô chú anh chị em video sau. Xin chào ạ.